Đỉnh đầu rồng có khắc hình chữ vương, có nghĩa là vua. Vây lưng và dáng đuôi rồng dựng đứng, vây đuôi uốn cong về phía trước. Rồng có 4 chân, mỗi chân đều có 5 móng. Tư thế chống chân xuống mặt ấn rất vững vàng, oai phong, bệ vệ. Mặt ấn được đúc hình vuông, kích thước 13.8 x 13.7 cm. Mặt được khắc 4 chữ triện là Hoàng đế chi bảo. Mặt trên lưng ấn, hai bên cạnh khắc nổi hai dòng Hán tự. Dòng thứ nhất được khắc bên phải con rồng, gồm các chữ Minh Mạng Tứ Niên, Nhị Nguyệt Sơ Tứ Nhật Các Thời Chú Tạo. Có nghĩa là đúc vào giờ Tốt ngày mồng 4 tháng 2, năm Minh Mạng thứ tư. Dòng thứ hai được khắc bên trái con rồng, gồm các chữ Thập Thành Hoàng Kim, Trọng Nhị Bách Thập Lạng Cửu Tiền Nhị Vân. Có nghĩa là đúc bằng vàng, trọng lượng 280 lạng chính chỉ 2 phần. Ý nghĩa của kim ấn. Theo quy định của triều Nguyễn, kim tỷ hoàng đế chi bảo được sử dụng để đóng vào các chiếu, sắc dụ của